Hello mọi người, lại là Mel đây. Trước khi vào video thì mình có một cái event cho mọi người nha. Vì là sắp đến Tết rồi á, cho nên là ai mà comment là chúc năm mới có số lượt like nhiều nhất, Mel sẽ chọn ra 3 bạn may mắn nhất để tặng thẻ vô cực nha mọi người. Và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Mel nha. Còn bây giờ thì xem phim nào. Năm mới đến anh em bắn từ từ thôi, còn 2 tháng cuối để tui. Úi xài xài, game dễ. Nào thằng kia ra nó đây. Sợ rồi chứ gì. Hey, chả phải sợ quá. Nhảy xuống hả? Gan đấy. Chết mình chết mày chưa? Bắn tao này, trận này thắng là cái chắc. Ai hẹn tổ đội đây? Anh hai. Kệ ổng đi, không quan tâm nữa. Mà thôi, phải ra, không phải rắc rối, mệt lắm. Quá đúng. Mèo, em có tiền không? Chuyển khoản gấp cho anh được không? Em làm gì còn tiền, mà em nhớ em vừa trả cho anh cách đây không lâu mà. Mày thích nó điều không? Thằng kia cho mày 2 ngày nữa, nếu không trả đủ 10 triệu thì đừng có chấp. Cái gì? 10 triệu lận á? Mày lãnh lương rồi đúng không? Tí chuyển tiền ngay cho tao. Em phải đưa ra 10 triệu cho anh bây giờ. Tiền anh nợ lần trước, em còn phải ứng trước lương 2 tháng sau để trả cho anh đó. Không nói nhiều mai mà mày không có, đừng trách tao. Đi làm thì không đi, suốt ngày giữ dưỡng một đứa em gái này, lấy tiền đâu ra bây giờ? Làm gì mà bây giờ mới tới mở tao thế? Mèo làm gì mà vô gấp vậy? Chơi với tao một trận, tí tao nói. Ê mày, ghép được hai cô em xinh tươi này. Coi bộ cũng ngon đây. Quá chuẩn luôn. Này thằng kia muốn nghỉ, tránh xa bàn tao ra nha mày. Cái gì đây? Cô em làm gì gắt thế? Anh đã làm gì đâu? Mà em ghé này không biết hả? Run mèo tên đẹp, người đẹp, chắc giọng hay lắm đây nhỉ. Này nha, khùng hả? Muốn ăn đấm hay gì? Tránh xa ra nghe không? Ui sợ quá, sợ quá. Ôi, mày làm gì mà gắt thế? Tao đang bực mình đây. Bắn cỏ không được hẳn hoi, cục lên cục xuống. Thì làm sao? Thì gà chứ làm sao? Hỏi thế cũng hỏi. Đi bắn nhau ghét hai ông nội này ghê. Này thì gà, bó ai gà hả? Này, không đụng thì đừng chạm nha. Cứ hết chạm đấy, làm gì nhau? Thôi, có đi kìa, bắn đi. Nhưng nó khẽ tao kìa, mày không nghe hả? Điếc rồi, lấy đâu ra nghe? Này cô kia. Thôi. Nhưng mà nó... Ha, thú vị đấy. Cười con què, thú vị con khỉ. Ơ kìa cô gái, tính tình như này thì ai thèm yêu? Vậy đây, chịu không chịu vẫn phải chịu thôi. Cô em được đó, có trò vui rồi đây. Trò vui, đầu óc có vấn đề hả trời? Ê, tao thấy có gì đó sai sai. Ma, biết ngay mà. Giờ sao, khỉ tiếp đi. Tao không chịu nổi nữa rồi, ao đi mày. Đã có tiền đâu mà cái gì không biết. Có tiền cho mày, mai phải trả rồi đó. Em lại đâu ra tiền cho anh bây giờ? Nếu không đưa ạt mày, tao bán trả nợ. Vậy sao mà được? Chủ nợ xin vô, mày làm sao thì làm. Cái tên. Ma, không ngờ luôn đi. Ta lại gặp nhau rồi, chào nha. Đây là chủ nợ của anh á hả? Đúng rồi, sao hả? Nhanh nhanh trả tiền nha, đây không đợi lâu được đâu. Lấy đâu ra tiền mà trả? Thì cũng có một cách khác. Cách gì? Ra mời rồi nói. Mày giúp anh đấy, anh đi có việc cái. Hai, giờ thành người đi trả nợ. Là sao? Sao, cách như nào, nói luôn. Gắt thế cô gái, bình tĩnh thôi. Tưởng thế nào, hành ra đi trả nợ hả? Sao, muốn gì? Giờ solo, nếu cô thắng, tôi sẽ trừ hết nợ. Còn nếu thua, cô sẽ phải làm theo những gì tôi nói. Solo á? Tưởng gì đơn giản. Ok, vậy chốt. Nhắm mắt được không đó mèo? Tao không biết nữa, nhưng chỉ còn cách này thôi mày. Đơn giản, game này thắng chắc rồi. Tưởng thế nào, thua 4-0 chắc cay lắm đây. Ui thôi toang. Gọi toang. Nốt ván, cố lên mày. Thôi toang rồi Vi ơi. Giờ sao ta? Thế nào nhờ, thua rồi cô gái. Giờ anh muốn sao? Bình tĩnh nào, đừng gắt thế chứ. Solo thua là cô vẫn nợ tôi 10 triệu. Điều kiện của tôi nếu cô làm theo, mỗi ngày sẽ trừ đi một số tiền. Đến khi nào đủ thì thôi. Điều kiện gì? Không cần nữa, để tôi trả. Sao mày không nói với tao là vay nó có 10 triệu thôi? Ủa, tao đã biết là mày có tiền. Giờ tôi trả tay bạn tôi, không cần phải điều kiện 10 nữa. 10 triệu, cô có tiền trả hả? Đương nhiên rồi. Nhưng tôi không thích thế đây. Đã chấp nhận solo thì phải thực hiện theo những gì tôi nói. Nhưng giờ có tiền rồi, chẳng phải anh chỉ cần trả tiền thôi sao? Trước đó là vậy, nhưng giờ tôi cần thứ khác hơn. Nói vậy là sao? Anh ta muốn gì từ mình? Úp úp mở mở như vậy ai mà hiểu được? Rốt cuộc là anh ta muốn gì? Ồ, đây là ai vậy? Nhân hả? Mới chơi với nhau cách đây không lâu mà. Bình tĩnh thôi, nhân nhó nhiều quá mắc xin đó nha. Hèm, chuẩn bị làm mở chủ rồi thì phải dịu dàng nha mèo. Hả? Là sao? Nói vậy là sao? Em còn ngây thơ và trong sáng lắm. Mày, tao giọng vô họng mày bây giờ đấy. Anh nói cho hẳn hoi nha. Tao chi tí làm gì căng thế mày. Người con gái này là của tao, cấm động, cấm trêu. Trời ơi, duyên trời định đi mà. Có cái gậy cũng giống màu nhau. Chỉ là trùng hợp thôi, lấy đâu ra mà duyên với cả trời. Tao nhìn mày hơi lâu rồi đấy. Mèo chưa có người yêu nhỉ? Ê, mày định làm gì? Tao cũng lâu rồi, chưa có ai để quan tâm ấy. Mèo có thể cho hắn cơ hội làm quen. Không. Hai ông nội này nay bị khùng hả ta? Mèo ơi, lên lướt đồ nè. Tưởng ghét nhau lắm mà, giờ lại còn gọi cho đồ. Tao nhìn thấy rất rõ nha thắng. Nhìn thấy thì mày làm được gì? Giờ mày vẫn độc thân và tao vẫn có cơ hội. Này, nay uống nhầm thuốc hả? Hả? Hà hà, quần què, nay bày đặt cho tôi cơ hội đi mèo. Thì tí rồi cô biết. Biết cái gì? Bí mật.
Cái gì? Mày coi mày giữ mày cho chắc vào, có ngày mắt đó. Trộm thì mãi mãi chỉ là trộm thôi thắng à. Gì mày bảo ai trộm cơ? Người cướp được mèo của tao chỉ có thể là mày, thì mày chả là trộm. Ờ đấy, thế thì giữ cho chắc vào. Ông bạn cứ yên tâm, chỉ cần đụng vô mèo thì tình anh em chắc sẽ khó bền lâu đấy. Khùng. Này, cô không còn từ nào khác hả? Còn nhiều lắm á, có muốn nghe không? Cái đồ dại gái. Em được lắm. Bắn thế này mà cũng bắn, nốc 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 hoài. Gà. Gì, em nói sao cơ? Gà, đồ con gà. Được, để đó, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Mèo lên đây, hắn cho đồ nè. Đồ đây này, lấy không? Cho người ta đồ mà giọng điệu kiểu đó, nghĩ người ta cần á, ai mà thèm lấy cái bình máu đẻo đó chứ. Đứng lại. Hả, cái gì? Nhớ cái điều kiện tôi bảo không, quay lại lấy máu. Hả? Ê mà anh bảo làm theo anh nói là sẽ được trừ nợ đúng không? Đúng. Vậy thì trừ nợ xong rồi nhá. Tưởng gì chứ điều kiện này tôi làm được. Hết nợ. Có hiểu thế nào là trừ nợ dần không? Em mới làm được một việc, trừ 200k. Hả? Cái gì? Vậy là còn 980. Không, không thể nào, anh lừa tôi. Lừa là lừa thế nào? Nghiện rồi hả? Sao mẹ lại chụm đầu với nó? Trước sau gì vẫn là một đôi, chụm đầu dần cho quen. Cái gì? Anh bị điên hả? Chứ không phải em nghiện rồi à? Nay giờ cứ ngồi im thế này. Ai mà thèm nghiện. Mèo lên tôi đèo đi bán đích nè. Ủa giọng ai nói đấy? Phúc tắt mình cho tao. Mắc gì phải tắt? Phúc đèo tôi đi. Em muốn đi xe hả? Được, để tôi kiếm xe đèo em. Ai mà thèm? Chơi tìm hề với hắn không mèo? Chơi cái con khỉ. Em có muốn trừ hết nợ không? Trừ hết nợ thì ai chả muốn. Vậy em làm người con gái của tôi đi. Đèo. Mọi người đã đăng ký kênh cho tôi chưa? Nhớ đăng ký à nha. Chơi tìm hài vắng không mèo? Chơi cái con khỉ. Em có muốn trừ hết nợ không? Trừ hết nợ thì ai chả muốn. Vậy em làm người con gái của tôi đi. Gì cơ? Người con gái của anh là sao? Thì làm người yêu anh đi. Gì? No, không bao giờ nhá. Ai mà chả làm người yêu anh? Làm người yêu trong vòng một tuần. Một ngày còn không, nói chi là một tuần. Một tuần trừ hết nợ luôn đó, em chắc chưa? Chắc. Được rồi vậy, bye bye. Sáng yêu thôi mà, mình làm được. Đã thế còn chịu hết nợ luôn. Khoan. Sao hả? Thế giờ làm người yêu anh thì tôi phải làm những gì? Tôi nghĩ hả? Cũng dễ thôi. Nói yêu anh đi. Cái gì? Sao tôi phải nói? Thì em bảo muốn làm người yêu anh mà. Nếu không muốn nói thì thôi. Vậy anh ra nhá. Yêu anh. Hả? Em nói cái gì cơ? Anh không nghe rõ. Yêu anh. Làm tốt lắm. Giờ em đã là của anh rồi. Má, không ai gì hả trời. Có ai mà đi ép duyên như ổng không chứ? Thề một tuần thôi đó, không chịu nổi nữa đâu. Ủa gái. Này anh kia, anh nói anh yêu tôi, muốn làm người yêu tôi mà anh lại đi chơi với gái à? Anh có biết là tôi là anh nãy giờ không? Ủa đây là ai vậy? Tôi á, người yêu Hoàng. Làm sao? Người yêu anh Hoàng mà nghèo vậy á? Này hai cô nói gì cơ? Nãy giờ không nghe hả? Nghèo đến nỗi không có đồ giống bọn tao luôn mà. Ai mà tôi không có? Có thì mặc cô xem nào. Hành động này chắc cũng có nhỉ, khoe đi xem nào. Nghĩ gì mà nó có vậy mày? Sao anh im thế hả? Tôi bị như vậy mà anh vẫn im thít luôn hả? Bảo giả người yêu mà bắt mình chịu những cái đấy, không làm nữa. Sao lại ao nhóm? Ủa thế chẳng nhẽ tôi phải đứng đó nghe họ nói tôi hả? Anh bảo tôi là người yêu của anh, sao anh không có chút gì bảo vệ tôi vậy? Người con gái của tôi không cho bất kỳ ai được đụng vô hết. Hả? Em mặc vô đi. Đây mới là mợ chủ của tôi chứ. Ủa anh mua cho tôi? Đúng, giả người yêu thì cũng phải làm giống một tí chứ. Mặc đồ đôi ra mắt em gái tôi. Ủa sao phải ra mắt? Đây là một phần trong bản hợp đồng. Thế mà tôi còn tưởng anh yêu tôi thật. Ồ, đồ đôi lâu mới chịu cơ. Chả thế thì sao, giờ mẹ là của tao rồi. Ai của anh? Em. À đúng, lộn tí gì cả. Đâu, chị dâu tương lai của em đâu? Hello chút gì? Em hỏi chị dâu của em à? À ơi chị đây. Ê, anh định khi nào ra mắt bố mẹ đây? Sắp rồi, chuẩn bị đi là vừa. Nè không phải anh bảo chỉ giảm một tuần thôi sao? Ủa sao vậy chị dâu? À không, không có gì đâu. Ủa sao đứng im rồi gì? Máy em lát lắm, còn nóng nữa. Bởi em solo thua chỉ vì cái máy nóng này ấy. À nhân tiện ra mắt thì chị chỉ cho em cái này nha. Ứng dụng này thì có tên là Nord Cylinder. Về việc máy nóng thì em khỏi phải bàn đi. Không những làm cho hết máy nóng mà còn làm tăng tốc độ game. Và máy của em sẽ không bao giờ bị lag khi chơi game hết á. Chị cũng đang xài nữa nè, em thử đi. Ôi máy em hết nóng rồi nè, không bị lag nữa. Tối nay em có trận solo thắng là cái chắc rồi. Cảm ơn chị dâu nha. Ok nè. Em kết chị Mèo lắm nha. Anh nhanh mà mang chị Mèo về cho em đi. Rồi, sớm thôi, mày sẽ có chị dâu như mong muốn. Ai cũng có đôi có cặp, hay anh với gì thử không? Thử cái gì cơ? Thử yêu xem nó như thế nào. Gì? Không bao giờ, anh mo đi. Lên anh đèo Mèo ơi. Không. Mo vô rồi kìa, nhanh lên. À, thì ngồi. Gì ôm dữ vậy? Gì, ai thèm ôm, ngồi xe này nó thế. Nhưng chứ mà, hả? Nãy giờ em chẳng thấy chị Mèo nói gì ngọt ngào với anh Hoàng vậy. Nói gì đi. Không, nói làm gì. Nhanh lên, chị hết nợ cho. Thiệt á? Anh có yêu em không nhở? Có, yêu nhắm. Rồi quá ai ơi. Mèo, vẫn nhớ tôi là ai chứ? Hả? Dương, sao mày lại ở đây? Mèo, vẫn còn nhớ tôi chứ? Hả? Dương, sao mày lại ở đây? Sao mày phải hốt thế? Tao đã làm gì tao đâu? Tao với mày ra nói chuyện riêng đi. Tao không thích nói chuyện riêng, tao thích nói chuyện luôn được không? Việc riêng của tao với mày, đừng lôi người khác vô. Mày sợ rồi à? Tao đã nói là tao sẽ trả mày mà. Mày đang sợ không trả được hay là sợ mất người con gái này? Tao cấm mày động vô mèo, mày mà động vô là mày không xong với tao đâu. Mày có giữ được không thôi? Mày biết tính tao rồi đó, động vào thử coi.
Ủa anh hai, có chuyện gì vậy? À, không nhầm thì đây là em gái của mày đúng không? Giờ tao cho mày chọn giữa người yêu và em gái. Mày... Sao? Mày không chọn được đúng không? Hoàng, mày Dương bình tĩnh được không? Nếu tao nói người tao yêu cũng là người mày yêu thì sao? Hả? Anh nói cái gì cơ? Mel với Hoàng là mối quan hệ gì? À, là bạn bè bình thường thôi. Nhưng tao không thấy vậy. Hoàng nó thích cô không biết gì? Hả? Anh nói gì vậy? Không phải đâu. Không phải thì cho tôi cơ hội được không? Ta là người yêu nha. Anh nói gì cơ? Tôi yêu em, tôi không thể nhìn thằng đó nó lấy tôi khỏi em được. Anh yêu tôi hay là anh chỉ muốn trả thù Hoàng hả? Mày cũng thông minh đấy chứ, nhưng mà không thoát được đâu. Mel thích nhảy chỗ này đúng không? À không, tôi thích nhảy thung lũng cơ. Giờ em phải tập làm quen với vở thích mới này. Đó là đàn thâu. Anh nói gì vậy? Sao anh lại cấm tôi thích cái tôi thích? Cái đó em phải làm theo. Kể cả thằng Hoàng, tôi biết em cũng thích nó, nhưng tôi cấm. Nhưng mà anh... Giờ em phải làm người yêu tôi. Số nợ em nợ nó, tôi trả. Tôi không cần anh trả. Em không muốn cũng phải muốn thôi. Em không được chơi với thằng Hoàng đó nữa, biết chưa? Ờ, ai hẹn tổ đội đây? Chắc là Hoàng đây mà. Này, tôi cấm em. Tôi thích Hoàng và tôi không thích anh. Anh đừng có ép tôi vậy nữa có được không? Em phải là của tôi, em không được ao. Tại sao chứ? Em không thấy là nếp em phải làm nhiều nó để trả nợ à? Còn đỡ hơn anh, ít ra anh ấy không nặng lời với tôi. Không bảo vệ được tôi hả? Thế mà bà làm người yêu của nhau. Em có làm sao không? Thằng đó nó có làm gì em không? Ủa, đang quan tâm mình sao? Anh đang hỏi em đó. Có là mà em nặng lời với em còn bắt em phải yêu hắn nữa. Má cái thằng chó này. Rồi em trả lời sao? Em đồng ý yêu hắn ta hả? Này nha, tôi thế này chứ không có dễ dãi nha. Trời ơi, đồ đôi đồ. Úi dồi ôi, đã tiến triển đến mức này rồi cơ à? Ủa, tao có phải là... Là người yêu tôi đó. Hả? Cái gì? Anh... Ê, bạn tôi, khai mau lên. Mày đi chở nợ người ta mà làm người yêu tao thích kìa. Tao đâu biết gì đâu. Tôi làm gì nữa mèo ơi, bữa còn ra mắt với em gái Hoàng cơ mà. À được, ra mắt em gái luôn hả? Ủa, anh làm gì vậy? Làm gì, hỏi làm gì? À, thì không muốn hỏi thì thôi. Vào đây cho cái này này. Hả? Cái gì á? Có gì đâu, mắc lừa rồi. Má, cái đồ đáng ghét mà. Hai, đồ đâu hết rồi nhờ. Giờ mà có ai cho đồ thì tốt biết mấy. Có làm hay có ăn, tự mà kiếm nè. Nhanh lên, anh không nói nhiều đâu nha. Lượn đi. Vẫn nợ tiền người ta đấy, không biết điều hả? Is, đây đây, cho được chưa? Thế mới cưng chứ. Cơ bộ đẹp đôi phết nhờ. Chả đẹp, trời sinh ra để dành cho nhau mà. Mà nhớ bữa đây nào bảo qua tuần ra mắt của mẹ nhờ. Ê này này, tôi chuẩn trước nhá. Ơ kìa mèo, chạy đi đâu đây, đang nói chuyện mà. Đừng có chạy trốn tình yêu hay chứ, mà chủ tương lai. Nó cái quần què gì đấy. Đứng gọn vô, địch nó bắn cho bây giờ. Anh cũng thế kìa, không bơm máu vô đi. Làm gì có máu mà bơm. Ủa em làm gì đây? Thì bắn máu cho anh không có máu còn gì. Ê Hoàng, mày đừng có phê quá, đêm không ngủ được ấy nha. Tao quyết định rồi, tuần sau ra mắt bố mẹ.